Một cơn bão bụi đã quét qua miền Nam California, Mỹ, nhuộm bầu trời và quang cảnh ở đây trong một màu cam mở đục. Gió mạnh cuốn theo bụi dày đặc đã làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng, khiến cho các tài xế lưu thông trên đường buộc phải dừng xe để đảm bảo an toàn. May mắn là không ghi nhận trường hợp thương vong nào do bão bụi. Đầu năm nay thì 6 người ở Montana đã thiệt mạng khi một cơn bão bụi bất ngờ xuất hiện trên xa lộ. Còn tại Australia thì nhà chức trách nước này đang chuẩn bị cho tinh thần ứng phó với những trận lũ lụt lớn sau khi mà thành phố Sydney, thành phố lớn nhất của nước này, ghi nhận năm ẩm ướt nhất trong 164 năm qua. Từ đầu năm đến nay thì Sydney ghi nhận lượng mưa hơn 2.200mm, dự báo là sẽ có nhiều trận mưa lớn trong 3 tháng cuối năm vì bờ biển phía đông của Australia vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết La Nina năm thứ 3 liên tiếp. Trong 2 năm qua thì lũ lụt đã tấn công các vùng ngoại ô của Sydney, buộc hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa. Các nhà khoa học cảnh báo là các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lũ lụt, cháy rừng và hạn hán đang trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu.